trong dòng chảy lịch sử của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Sở Giao dịch 1 được biết đến như một đơn vị có sứ mệnh tiên phong và đổi mới. Trên cơ sở Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ được bổ sung, mở rộng sang kinh doanh thương mại trong lĩnh vực đầu tư phát triển. Với ý tưởng cần có một đơn vị kinh doanh trực tiếp của trụ sở chính, gắn với đặc thù của BIDV là tài trợ vốn cho các khách hàng lớn có các công trình, dự án trải dài theo đất nước. Đồng thời, để triển khai thí điểm các sản phẩm ngân hàng mới, tháng 3 năm 1991, lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã quyết định thành lập nên Sở Giao dịch BIDV. Kể từ đó, Sở Giao dịch 1 đã mang trên mình sứ mệnh của cánh chim đầu đàn, mở đường góp sức cho sự đổi mới không ngừng của BIDV. Ngay từ khi mới ra đời, Sở Giao dịch đã là nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình xây dựng bộ sản phẩm ngân hàng thương mại của BIDV như kỳ phiếu, trái phiếu, tiết kiệm đảm bảo giá trị theo giá vàng, tiết kiệm cho vay vốn xây dựng nhà ở, cho vay các doanh nghiệp theo hình thức khép kín, hợp vốn, v.v. Đây cũng là nơi triển khai thí điểm các ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất, các dự án hiện đại hóa cho cả hệ thống BIDV. Luôn tâm niệm, hoạt động ngân hàng khởi đầu từ khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Các thế hệ cán bộ Sở Giao dịch 1 đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của hàng vạn khách hàng. Trong đó có nhiều tập đoàn và tổng công ty lớn trong các dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng, cơ sở hạ tầng, viễn thông, vận tải. Bước sang năm 2011, sau 20 năm nỗ lực, với hành trang quý báu là nền khách hàng phong phú, là đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, chuyên tâm, là hệ thống công nghệ hiện đại, Sở Giao dịch 1 tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong khi BIDV chuyển sang hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, nhanh chóng trở thành một chi nhánh ngân hàng thương mại hiện đại, lớn mạnh trên nhiều phương diện, tiếp cận dần các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phong phú của khách hàng. Thương hiệu chi nhánh Sở Giao dịch 1 được đông đảo đối tác biết đến như một địa chỉ tin cậy trong hoạt động tài chính ngân hàng. Năm 2018, Sở Giao dịch 1 đã hoàn thành xuất sắc hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với những kết quả ấn tượng. Lần đầu tiên chi nhánh cán mốc chênh lệch thu chi 1.020 tỷ đồng. Thu nhập ròng đạt 1.254 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2017. Quy mô huy động vốn đứng thứ hai toàn hệ thống đạt 37.023 tỷ đồng, tăng trưởng 14%. Dư nợ cuối kỳ tăng trưởng 8% và hoàn thành giới hạn tín dụng được giao 22.202 tỷ đồng. Thu kinh doanh ngoại tệ và phái sinh đạt 32 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch được giao. Đặc biệt, chi nhánh đã tận dụng tốt cơ hội thị trường để triển khai hoạt động phái sinh với doanh số đạt 155 triệu đô la Mỹ. Thu lợi nhuận ròng từ phái sinh đạt trên 8 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với năm 2017. Thu nhập ròng từ tiền gửi kho bạc nhà nước đứng đầu hệ thống đạt 159 tỷ đồng. Liên tục là chi nhánh có doanh số thu hộ và tốc độ tăng trưởng thu ngân sách nhà nước lớn nhất hệ thống. Sải cánh tiên phong, cánh chim đầu đàn Sở Giao dịch 1 BIDV tự hào luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tâm thế tận tụy và trung thành, nghĩa tình và trách nhiệm, năng động và sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả, giữ trọn niềm tin mà Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, đồng nghiệp và khách hàng trao gửi, tiếp tục sứ mệnh người đi đầu trên chặng đường mới. Với tương lai rộng mở và đầy thách thức, Sở Giao dịch 1 như cánh chim can trường sẽ sải cánh tiên phong, viết nên những trang sử mới trên bầu trời hội nhập